Cầu ngoài, điểm đầu tiên trong trận chung kết dành cho thành đội Indonesia. Và được cầu vị trí khoảng 1/3 sân, đúng ghi điểm của Rumbaka. Đây mới là lần đầu tiên hai tay vợt này đối đầu với nhau trong khuôn khổ một giải đấu của BWF. Tay vợt Indonesia hạng 25 thế giới và Pranoy hạng 50 thế giới của Ấn Độ. Không được. Và xử lý tốt tỷ số cân bằng 3 đều cho Pranoy. Cầu trong sân nhưng pha xử lý tốt của Pranoy. Giờ thì có vẻ như Pranoy mới đang vào tay bằng những pha cài cầu chính xác của mình. Anh đã ghi một mạch 3 điểm liên tiếp. Pranoy của Ấn Độ đang dẫn trước chứ không phải là Rumbaka. Đập cầu tốt. 5-3. Cầu ra ngoài, thêm một điểm nữa dành cho Pranoy. Tiếp tục là pha xử lý lỗi của Rumbaka. 7-3 cho Pranoy. Tay vợt người Ấn Độ đang dẫn điểm chứ không phải là Rumbaka giống như trên bảng tỷ số lúc này.
dùng hết cỡ để cứu cầu. Và chém cầu rất khó chịu từ phía Rumbaka. 4-7. Và xử lý hiệu quả khi mà đối phương còn chưa kịp chuẩn bị. Lần này đến lượt Rubaka có những điểm số liên tiếp. Cách biệt giờ chỉ còn một điểm. 6-7. Hạt giống số 5, Pranoy đã ngắt được mạch lên điểm của đối phương. Và đối công khá tốt của Pranoy và Rumbaka. Rất nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc, hầu như không có một phản ứng nào thực sự từ phía Pranoy. 8-8. Tiếp tục cài cầu phía trái tay của đối thủ. 9-8 cho Rumbaka. Cầu ngoài. Lần này là pha đập cầu nhanh, rất tốc độ từ phía Pranoy. Điểm số thứ 11 dành cho Rumbaka. Anh lại vừa lên dẫn trước trong set đấu đầu tiên này.
Tiếp tục là một pha trả cầu lỗi, tình huống xử lý hơi ẩu của Rumbaka. 12 đều. Pha xử lý có phần may mắn từ phía Pranoy. Rất tốt, đập cầu tốc độ chính xác. 13 đều. Và phản công rất tốt của Rumbaka. Không được, thêm một điểm nữa dành cho thầy vợ của Ấn Độ. Là những loạt điểm rất quan trọng trong trận đấu đầu tiên, loạt điểm tăng tốc trước khi đến với những điểm số quyết định có vươn lên trong trận chung kết. Rất cân bằng. Đập cầu tốt, nhanh, chính xác. Đúng góc sân. 17-18 cho Pranoy.
có 3 điểm liên tiếp cho Pranoy. Cầu vừa đủ leo lưới, khá may mắn với Pranoy. Tình huống phản công, 20-18 cho hàng thủ số 5 của đội và cơ hội để giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên. Set đấu thứ hai của trận chung kết đơn nam, sau khi có được ưu thế dẫn trước set đấu đầu tiên, Pranoy đang bước vào set đấu thứ hai thì không có sự tập trung cao nhất. Nhảy đập cầu ngoài, lần này đến lượt Rumbaka xử lý không tốt với pha cầu dọc biên. Sau 6 điểm liên tiếp, anh đã để cho Pranoy có được điểm thứ nhất ở set đấu này. Một lần nữa Rubaka lại được cầu ra ngoài. Những điểm số trước đó của anh trong trận đấu này đều đến từ những lỗi cầu hỏng của Pranoy.
Mọi thứ đang hoàn toàn thuộc về Rumbaka lúc này. Dù anh đang chơi với chiến thuật quen thuộc, chờ đợi những pha cài bóng và chờ đợi đối thủ sơ hở để phản công. Phòng thủ tốt, một tiếng cổ tay với lực đánh công từ phía Pranoy vừa đủ qua lưới và trở thành một pha bỏ nhỏ khó chịu. Khoảng cách giờ chỉ còn 2 điểm mà thôi. Cơ hội vẫn đang được chia đều cho cả hai tay vợt. Pha trả cấu non, một pha đập cầu nhưng cú penalty cho Rumbaka. 11-8, anh vừa lên dẫn trước. Như ở loạt điểm quan trọng thì Pranoy đã chơi tập trung hơn rất nhiều và nhảy đập hướng về phía trái tay đối phương. Tiếp tục là pha nhảy đập nữa từ Pranoy và ghi điểm 10-11. Ra ngoài 13-11 cho Rumbaka.
cách 2 điểm vẫn đang được duy trì. Với tình huống cầu 2 nhịp hoàn hảo của Pranoy. Cơ hội đang dành cho Rumbaka để tiến lên với loạt điểm tăng tốc tiếp theo. Anh đang dẫn với khoảng cách 3 điểm. Không được, pha cài cầu sâu của Pranoy thì cầu đi ra ngoài. Đúng chính xác. 16-12 cho Rumbaka. Tấn công nhanh. Phía trước là những điểm số quan trọng cho Rumbaka. Anh đang dẫn 17-12. Câu trả lời của Rumbaka cũng là một pha nhảy đập. Cầu đi chéo sân. Cầu ngoài. Và đây là cơ hội để Rumbaka đưa trận đấu vào set thứ 3 quyết định trong trận chung kết.
tình huống xử lý có phần lưỡng lự từ phía Robaka, nhưng trọng tài xác định cầu ngoài. Điểm đầu tiên trong set đấu này cho Robaka. Điểm đầu tiên trong set đấu quyết định cho tay vợt hạ dòng số 5 Ấn Độ Pranoy. Pranoy trong thời gian vừa qua, trong năm 2013 đã thi đấu khá tốt ở các giải Super Series. Anh đồng loạt vào tương đối sâu. Tuy nhiên bước sang đầu năm 2014 thì tay vợt Ấn Độ đã chơi kém phong độ và tụt hạng khá sâu so với thứ hạng của anh vào cuối năm 2013. Pha xử lý trái tay dọc biển rất hay của Pranoy, nhưng may mắn đã không thuộc về Pranoy khi cầu ra ngoài sân một chút thôi. Indonesia đã không bỏ qua những cơ hội để ghi điểm của pha đập cầu chính xác của Robaka. 6-1. Cầu ngoài rồi. Pha phong cầu hơi sâu của Robaka. Cầu chưa qua lưới rồi. 3-7 cho Pranoy. Pranoy bước vào set đấu quyết định đã để cho đối phương dẫn khá sâu ngay từ đầu. Cầu đi thẳng vào chân của Pranoy.
rất ngắn. Những pha kiểm soát tốt vị trí của mình, liên tiếp những đường cầu ngang được Rumbaka kết thúc bằng điểm số thứ 9. Chưa qua lưới. 13. Liên tiếp cầu ra ngoài sân. Rumbaka. Cầu thẳng vào người của Pranoy. 12-6. Khoảng cách 6 điểm vẫn đang được duy trì với tay vợt người Indonesia. Một nửa chặng đường của set đấu quyết định, Rumbaka đã vượt qua. Quá dài cho pha nhảy đập của Rumbaka.
ra ngoài rồi, qua đáng tiếc cho Pranoy. Tưởng chừng như vừa rồi là tình huống mà Rumbaka có thể ghi điểm, nhưng một lần nữa Pranoy lại phòng ngự rất xuất sắc. Quá khó, nhưng Pranoy đã phòng ngự không tốt ở tình huống này. 18-13 cho Tập đoàn Indonesia. Điểm số thứ 19, Rumbaka đã tiến sát đến chức vô địch, 2 điểm nữa thôi. Tình huống chủ quan của Rumbaka nhưng vẫn còn khoảng cách tới 5 điểm, rất an toàn. Tình huống ép trái từ phía Pranoy.